À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái chương trình bày bản in. Thì để in AutoCAD á, thì ta có hai cách in. Cách thứ nhất là ta in trong model và cách thứ hai là ta in trong layout. Thì tôi chỉ các bạn cách thứ nhất là in trong model. Thì cái cách mà in trong model á, thường ứng dụng để in những cái bản vẽ đơn giản và là thường là chỉ có một tỷ lệ. Thì để thực hiện in trong model ta làm các bước như sau. Bước thứ nhất là ta tạo cái khung bản vẽ. Tạo khung bản vẽ nghĩa là gì? Ta vẽ cái khung bản vẽ, khung tên cần in. Đó, ví dụ đây, mình sẽ vẽ cái khung bản vẽ ha. Đó, khung tên rồi chi tiết ha. Đó, bây giờ tôi đi làm bước thứ nhất nha. Đây. Ví dụ tôi sẽ vẽ cái khung bản vẽ và khung tên trước. Đây. Hay gọi lệnh vẽ hình chữ nhật, shift A1, cái tờ giấy là 297,210 nha, 297,210 A4 nha, tôi đang nói về A4 nha. Đó. Rồi offset vô 10 đi. Rồi. Enter. Rồi tôi gọi là lệnh vẽ chữ nhật REC, enter vẽ cái khung tên shift A1 140,32. Đó. Xong mình mua nó xuống đây. Đó. Sau mình dùng lệnh like. Đó. Mình vẽ. Lấy cái đường này. Rồi. Nha. Sau mình dùng lệnh offset. Mình offset vô 15. Cái cạnh giữa này nè. Qua 15. Rồi. Lặp lại lệnh offset. Offset vô này 35. Cạnh này qua đây 35. Đó. Offset lại nè. Cạnh này qua đây 35. Rồi, enter lặp lại lệnh offset 8. Cạnh này lên 8, cạnh này xuống 8. Rồi, lặp lại lệnh offset nè, 45, enter nè. Cạnh này qua đây là 45. Rồi, bắt đầu mình thực hiện lệnh chim nè, TR chim nè, enter. Chọn cạnh này enter. Chọn cạnh này enter nè. Chim cạnh này đi, chim cạnh này đi, rồi enter lặp lại lệnh enter thêm cái nữa, chim cạnh này, chim cạnh này, chim cạnh này, rồi xong. Đó, bây giờ mình sẽ ghi chữ. Đó, thì mình sẽ tạo cái text style nè, st nè, new nè. Đó, ví dụ như Tahoma đi, Tahoma, ok, phong Tahoma nè, rồi chiều cao để im cái này 0.8. Rồi set current này. Rồi lâu lại rồi m test này, đó m test nha, mt nha. Đây đây người vẽ nè, đó kênh trên a nè. Thì đây các bạn cho 2.5 hoặc là 3 ha, chiều cao chữ á. Rồi nhớ chọn justify này là mc. Rồi ok, em mà test lại nè, ô dưới nè, này là kiểm tra nè, đó gần chân a nè, cái chiều cao chữ là 3 nè, mc nè, ok nè. Rồi ba nè, đó rồi em mà test tiếp nè. Đó, ví dụ như là Nguyễn Giang A đi chẳng hạn. Đó, cần chọn A nè. 3 nè, enter nè. MC nè, đó chính giữa nè. Nó M test nè. Kiểm tra. Rồi ví dụ như Nguyễn Giang B đi chẳng hạn. Đó, cần chọn A nè. 3 nè, enter nè. Chính giữa nè. Đó. Rồi ô tỷ lệ nè, MT nè, đó kênh trên A nè, rồi này cho 3 đây, nó A nè nha, 3 nè nha, rồi cũng chính giữa, rồi ok. Đó như vậy là tôi vừa mới vẽ xong cái khung tên. Còn các cái thông tin khác các bạn tự điền vô. Đây tôi làm sơ bộ như vậy. Đó.
Và các bạn lưu ý là gì? Nếu như mà các bạn có bản vẽ mẫu rồi thì các bạn mở bản vẽ mẫu lên, các bạn vẽ thì nó có sẵn cái này ha. Thì cái phần bản vẽ mẫu tôi đã hướng dẫn rồi. Thì ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn là ngay từ đầu là chưa có bản vẽ mẫu. Sau đó mình lại tạo các cái layer nha. Mình tạo các cái layer. Ví dụ layer đường cơ bản nè. Đó. Nét là 0.5 nè. Nha. Tiếp theo layer đường khuất nè. Layer đường khuất nè. Đó. Màu sắc. Giờ tôi cho màu xanh đậm nè. Đó. Rồi. Nét là lót nè, ở đây nó không có nét nét khuất, ta lót lên, nét hai lần lên đây, nó hai lần, ok nè, rồi chọn vô hai lần nè, ok nè, nét khuất thì cho không 0.35 thôi, rồi gì nữa, test nè, tức là để chứa các chữ viết á, test thì mình có thể cho màu màu đen ha, ok, test thì mình cứ để default à. Test nó không ảnh hưởng bởi nét vẽ. Rồi, đường gì nó đường kích thước nè. Đó, layer kích thước nè. Kích thước thì mình cho màu hồng đi. Ok, nó là đường liền nè, continuous nè. Đó, nó là led mảnh nè. 0.09 nè. Ok. Nét gì nữa, nét tâm nè. Đường tâm nè. Đó. Đường tâm nè, cho màu đỏ đi. Ok nè. Rồi. Nét liền 0.09, ok, nó cơ bản như vậy. Rồi, đó bước thứ nhất là mình tạo cái khung tên, tạo khung tên cường vẽ nè. Bước thứ hai là mình bố trí hình vào khung giấy, khổ giấy để in. Thì khi bố trí hình vào khung giấy để in, ta có các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là cái hình vẽ của mình ha, nó khớp với tờ giấy, tức là cái kích thước chi tiết mình nó vừa vặn với tờ giấy, mình bỏ vô tờ giấy là vừa luôn. Đây ví dụ tôi có cái hình này, này 60 rồi để tôi vẽ cái hình tròn để cho nó nhanh nha. Ví dụ tôi có cái hình như này. Đường kính nó khoảng là 50 đi. Bán kính nó khoảng 50 này đó, nó vừa vặn như vậy. Tôi quăng nó vô layer đường thấy nè, đường cơ bản nè. Mở cái sâu lên. Rồi quay lên đó. Rồi, đường tâm nè. Bật controller lên nè. Đó, vô lít vô đây. Xong các bạn nắm cái này. Lôi qua ví dụ như lôi qua thêm 8. Đó là mình cái mình nắm giữa này mình đưa nó về đây tâm. Rồi mình bấm vô phím này mình enter, enter hai lần, đè control lít. Tôi copy qua quăng nó vô layer đường tâm. Thấy chưa? Còn cái layer đường tâm rồi, và các bạn thấy nè, cái layer đường tâm này ha, nó mình kiểm tra lại coi ở trong mình chọn đúng đường tâm chưa, chưa nè ha, mình sẽ load nè, load cái đường tâm lên nè, đó center nè, thấy chưa, ok đó, layer đường tâm ngon lành. Rồi mình mới ghi kích thước nè, kích thước nè, ví dụ ghi đường kính nè, đó. Quăng nó vào layer kích thước nè. Thì mình cũng phải tạo cái kích thước nha, còn không là mình phải mình chỉnh sửa cái này chút. Tôi thấy cái test nó hơi nhỏ, cái chữ test hơi nhỏ, tôi tăng này lên. Đó, ok. Đó. Vậy là gì? Cái trường hợp thứ nhất là cái vật thực của mình nó bằng đúng với cái khung tờ giấy này luôn. Đó, thì rất là đơn giản, mình chỉ bố trí cái chi tiết của mình ở trong cái khổ giấy này thôi. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là cái hình vẽ của mình nó nhỏ hơn cái khổ giấy, nhỏ hơn khổ giấy, cho nên khi mình đưa cái hình của mình vào trong cái khổ giấy á, thì cái không gian trống nó còn dư rất là nhiều. Đây trường hợp thứ hai nha, tôi sẽ copy cái này ra nha các bạn, click đây, bấm khuyến khoảng trắng một cái, kéo ra đè control click. Rồi ví dụ tôi có cái chi tiết khác chi tiết khác, ví dụ tôi có cái tôi delete này đi, tôi có cái hình vuông đi chẳng hạn, hình vuông kích thước rất là nhỏ, ví dụ như là đây shift amount hình vuông 20,20 đi,
đó. Không, quăng nó vô layer cơ bản này đó. Bây giờ cái hình này à, mình có thể khi vẽ chi tiết á, mình có thể vẽ ở ngoài, xong mình lúc mình in nó mình sẽ bố trí trong đây, à, mình đưa nó vô cái trong cái khâu giấy mình đây đó, copy nó vô đây đó. À, mình có thể copy hoặc move ha, để đây đi. Thì các bạn thấy như sao, cái chi tiết mà nó nhỏ hơn so với khổ giấy mình bỏ vô đây nó dư rất là nhiều. Nên mình để gì mình in ra thì nhìn rất là xấu. Thứ nhất là mình không thấy rõ chi tiết, tại vì chi tiết nó quá nhỏ mà đó. Thứ hai là vì nó dư cái giấy này ha, phí phí cái không gian giấy đó. Cho nên á, mình xử lý như sau. Đối với trường hợp này á thì mình phải scale ha, cách khắc phục nè, mình sẽ bóp nhỏ khổ giấy nha các bạn. Các bạn không được đá động gì tới cái khung, khung 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 cái chi tiết hết á, không được đá động gì chi tiết, mình để im ha. Mình sẽ phóng to hoặc bóp nhỏ cái khổ giấy. Nếu như chi tiết của mình nó nhỏ thì mình sẽ bóp nhỏ chi tiết để cho mình sẽ bóp nhỏ khổ giấy để cho nó vừa khít với chi tiết đây. Đây là làm cho các bạn xem. Đây, chi tiết mình nó nhỏ đúng không? Mình sẽ bóp nhỏ cái khổ giấy này. Quét hết khổ giấy. Dùng lệnh SC scale đó, enter. Rồi. Chọn vô đây nè, ha. Dù mình bóp nhỏ xuống một nửa, 0.5 enter. Đó, coi nó vừa chưa? Chi tiết mình vừa với lại khổ giấy chưa? Ha. Nếu mà vừa rồi thì thôi, còn không vừa nữa thì mình cần trên Z lại. Đây. Bóp nhẹ nhỏ thêm nữa, ví dụ đây tôi cho nhỏ thêm nữa, nãy 0.5 đúng không, tôi cho 0.3 đó, như vậy là vừa đúng không. Thì ta thấy này, đây là cái kích thước chi tiết mình nó vừa vặn với khổ giấy, còn đây là kích thước chi tiết mình nó nhỏ hơn khổ giấy, cho nên mình bóp nhỏ khổ giấy lại ha, bóp nhỏ khổ giấy ha. Không được đá động đến chi tiết, vì sao, vì á nếu mà mình phóng to chi tiết lên á ha, thì tí nữa nhé cái số này nó sẽ bị chạy ha, các bạn nha. Đây. Cho nên là lời khuyên là gì, không nên đá động đến chi tiết. Sau này giả sử mình có chỉnh sửa thì mình cứ chỉnh sửa đúng kích thước thật nha. Rồi cái trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là như thế này à, là cái hình vẽ của mình đó nó sẽ lớn hơn cái khung khổ giấy của mình à, thì mình bỏ vô khổ giấy không vừa, cho nên mình phải phóng to khổ giấy lên ha, phóng to khổ giấy lên k lần ha. Đây cái chi tiết này vẫn giữ nguyên, mình phóng to khổ giấy theo khổ giấy với A4 bình thường vậy, mình phóng to nó lên vậy đó. Thì đây tôi lại copy này, cái này là bản vẽ nguyên mẫu nè ha, tỷ lệ 1:1 nè. Đây tôi copy vào đây đây đó, bây giờ tôi delete cái này đi. Bây giờ giả sử tôi có một cái hình khác đi, hình tròn khác đi. Đây, hình tròn khác. Nó bự vậy. Đó, ví dụ đường kính nó là 100, đường kính nó 200 đi. Bán kính nó 200. Đó. Thì nó bự như vậy, mình không thể đưa vào trong cái khung giấy A4 được ha. Thì một là mình in giấy A3, hai là mình vẫn in giấy A4, thì mình muốn nguyên giấy A4 đúng không, thì mình scale cái khung này lên. Đây ví dụ tôi SC chọn góc này cũng được, scale lên 3 lần đó không. Xong mình sẽ di chuyển cái đối tượng của mình ha, điều chỉnh cái vị trí đối tượng của mình đó, hay chưa. Đó, vậy là tôi hướng dẫn các bạn có ba đối tượng đúng không? Đó, thì mình sẽ xử lý đối tượng nếu mà nhỏ hơn so với khung giấy của mình thì mình sẽ bóp khung giấy nhỏ xuống. Còn nếu đối tượng mình lớn hơn khung giấy của mình thì mình sẽ phóng to khung giấy lên, mình không có điều chỉnh gì tới cái chi tiết mình hết đó. Rồi, đó là cái bước mà xử lý ha, xử lý cái khung giấy của mình. Bước thứ hai là bước thứ ba là mình cài đặt máy in. Cài đặt máy in thì các bạn có thể bấm Ctrl B ha. Đây. Bây giờ mình đi lần lượt in từng cái nha, Ctrl B nè. Đó. Rồi nó hiện cho ta cái bảng load là load model nè. Đó, đầu tiên là cái này printer, tức là chọn máy in. Thì nếu mà mình có máy in thực tế gắn vô đây á, thì nó hiện sẽ hiện cái tên vô, ví dụ đây nè,
Canon LBP2009 nè ha. Thì nếu mình có máy thực tế mình bấm vô đây ha. Còn bây giờ tôi hướng dẫn các bạn là tôi sẽ in ra PDF nha. PDF đây, tôi chọn thằng này, thằng nào mà có chữ PDF sao á, vô chọn thằng này cũng được nè, for sheet reader PDF printer, hoặc là này, thằng này thì hầu như cái máy tính nào cũng cài, đó là máy in mặc định của nó nè, Microsoft Print to PDF nè ha. Đó, mình muốn đổ ra PDF á, để mình chèn qua Word gì đó vân vân. Hoặc là mình xem thử đó à. Rồi cái bước thứ hai là mình chọn khổ giấy vô paper size nè, chọn cái A4 nè. À, mình đang muốn in giấy A4 mà. Rồi à, bước thứ ba là mình chọn thằng này. À, các bạn lưu ý bấm đây. Đó, nhiều bạn nó sẽ khung nó nhỏ vậy, mình bấm vô cái mũi tên này. Đó, chọn cái kiểu kiểu giấy là đứng hay nằm. Đó, này position là đứng nè ha, chữ A này này đứng nè, lên kép là nằm nè ha. Thì tôi đang cái khung tên của tôi, cái trang giấy của tôi đang là nằm đúng không? Tôi chọn kiểu nằm là lên kép nè. Rồi bước kế tiếp là mình chọn load area, là mình chỉ cái vùng in, mình bấm vô đây, mình bấm vô window nha. In kiểu này thì là in kiểu window, window nè, click vô window. Đây tôi in cho cái bản vẽ mà kích thước 1:1 ha, cái này là nguyên bản nè, kích thước 1:1 nè. Mình sẽ click chọn cái khung bản vẽ nha, đừng có chọn khung tờ giấy nha, chọn khung bản vẽ, chọn khung này nè, hoặc chọn khung trong nha. Đó, xong mình bấm vô center load nè. Center load là để nó canh giữa tờ giấy á. Rồi mình review thử nè, bấm vô review đó, thấy chưa? Mình zoom lên, mình lăn con chuột để mình zoom mình xem, đồng thời kết hợp với cái bàn tay mình lôi đi mình xem đó, nha. Đó, coi đường nét đúng không, nha, coi đường nét đúng không, nét là kích thước là nét mảnh nè, đường tâm nét mảnh nè, đậm nè, đó thấy điều chưa. À, à, cái ô tỷ lệ này mình phải ghi tỷ lệ bao nhiêu nè. Rồi nếu mà thấy ok rồi mình bấm phía phải, bấm vô load ha, bấm vô load nó sẽ in ra luôn. Còn nếu mình chưa thấy ok mình bấm exit ha, để thoát ra. Đó, ví dụ bấm exit thoát ra nè, rồi cancel nè. Đó, tôi chưa quên ghi tỷ lệ nè, đây em mà test nè. Giả sử tôi nhập thêm cái ô tỷ lệ đây, vô tỷ lệ 1:1 control A nè, 3 nè, enter nè, canh giữa nè. Rồi, rồi gọi lên lại cần cho anh B nè ha. Do các bạn, nếu các bạn load một lần á, bấm load vô nó mới nhớ, còn nếu không load các bạn phải chọn lại, nó không có nhớ ha. Chứ các bạn chưa load các bạn nó không có nhớ. Rồi chọn này, chọn Windows, nếu các bạn có in rồi bấm load rồi nó sẽ nhớ lại. Rồi review xem thử nè. Đó, ok chưa, nếu ok rồi thì bấm bên phải nè, bấm load nè, còn chưa ok mình lại exit ra mình chỉnh tiếp load nè. Nó thì nó sẽ đẩy ra ha, đẩy ra nó xuất ra PDF và nó hỏi mình lưu ở đâu nè. Ví dụ tôi muốn lưu ở desktop đi ha, lưu ở desktop đi chẳng hạn. Rồi đặt tên nè, ví dụ in nè, model nè, đó ok, save lại. Nếu mà cái đuôi PDF các bạn cứ đi im đó, nó sẽ đổ vào PDF nè. Rồi đây tôi vào đây in model nè. Đó, thấy chưa? Đó. Và đây ta xem thử. Đây mình có thể quay ngang đó. Thấy đẹp không? Rất là đẹp. Nha, đường nét đúng nha. Ta còn bị sai là cái đường đường nét của khung tên này. À, mình chưa đúng nét nè. Đó, mình vô mình kiểm tra xong, mình vô mình chỉnh sửa lại. Ví dụ tôi sẽ tạo một cái layer mang tên là khung tên. Đó, thấy chưa? Rồi nét layer này, ví dụ chuyển cho nét đen, khung tên thì đường liền đúng không? Rồi nét đó, nét khung tên thì cho đậm một chút, 0.53 đi, ok. Rồi đó, nét này mình quăng vô layer khung tên. Đây, thấy chưa? Cái nét nó đậm hơn nè. Rồi mấy cái này mình quăng nó vô ha. Cái khung cái mấy nét của khung tên này ha. Thì mình quăng nó vô layer khung tên hoặc layer cơ bản ha. Layer cơ bản này nha.
cái nét của cái khung tên này bằng, còn cái nét khung bản vẽ này thì nó bự hơn một chút. Rồi giờ mình in lại nè, Ctrl B ha. Đây, giờ lại chọn Microsoft PDF, rồi chọn Windows, vô đây bấm vô Center Lock, bấm lên kép review xem thử hay à. À, rồi load luôn. Rồi bây giờ in model 2 à, model 2 ok, xem nó lại. Rồi mình ra đây mình xem cái in model 2 nè, click mở lên giúp nhớ lại nha. Rất là đẹp đó. Rồi bây giờ ta qua cái đối với cái chi tiết mà nhỏ nè thì tao vẫn in bình thường. Ctrl B nè ha. Rồi chọn cái thằng Microsoft Tour PDF nè, y như vậy, lặp lại y như vậy, lên kép nè, thấy chưa. Rồi Windows đó thì mình vẫn in chỗ này đó, review xem thử đó, các bạn thấy không, nó sẽ tự động ha. Rồi đó, mình thấy là mình bên đây mình cũng chưa chưa xác định cái layer cho nó nè, mấy cái này quăng nó vô layer cơ bản thì cái động tác này các bạn phải trước khi in các bạn phải kiểm soát mấy này ha. Rồi đây khung tên, rồi đó cực trên B nè, rồi PDF nè, rồi vô Windows nè đó. Yeah. Các bạn nhớ đánh vô cái thằng này nha. Rồi giả sử như tôi quên, tôi không đánh vô này, nó sẽ bị nó bị đẩy lệch đi ha, nó không có vô ngay ngay tầm của tờ giấy. Exit ra nè, đó đánh vô này, nó thấy chưa, nó cạnh vô ngay tầm. Yeah, đẹp chưa. Rồi như mình thấy ok đạt rồi, mình bấm phím phải load à, ví dụ như là in model giấy nhỏ đi, giấy nhỏ nè đó ok. Rồi mình ra mình vẫn mở lên xem bình thường nè, giấy nhỏ đâu đây, đây nhìn nè, zoom nhỏ lại đó, thấy chưa mình có thể quay ha, mình có thể quay lại để mình coi cho nó rõ đây đó, nó vẫn rất đẹp đó, cái nãy nè đó, thấy chưa đó, cái này là model 2 nè, thấy chưa đó, cái này cái một của mình nè nha. Rồi bây giờ ta in cho cái bự ha, in cái bự. Rồi cái này quăng vô layer à, này cùng layer cùng tên luôn đúng không, này quăng vô layer cơ bản chứ, quăng nó vô layer cơ bản. Rồi cái này nó lại bị này mình các bạn để ý nha, khi mà mình zoom nó lên á thì nó cái chữ này nó to theo, hồi nãy mình zoom lên 3 lần đúng không đó, thì các bạn chỉnh này lại một chút, kéo nắm này kéo ra đó rồi không có gì hết ok. Rồi mình vẫn in bình thường thôi. Ctrl B nè, giờ chọn cái này nè, chọn cái window nè, này góc này nha, qua góc này nha, bấm vô center lock nè, review à, giờ cái lên kép nè, review xem thử, đó, đẹp chưa, đó, nếu đẹp rồi mình bấm phải load, đó, ví dụ như là in giấy, in giấy to đi ha. Ok nó load nè, rồi mình ra xem thử nè, in giấy to ra đây ha, zoom nhỏ nữa nè là quay nếu các bạn mà có phần mềm trong máy vi tính, các bạn có cài phần mềm mở PDF thì mới mở lên coi được, còn nếu mà không có cài phần mềm để xem file PDF thì các bạn cài vô ha. Đó đẹp không, rất là đẹp đó.
Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn ha, in trong model ha, in trong model xử lý các đối tượng trong model. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.